Chào Thành Trần, có câu hỏi gì không? Thành Trần mở tiếng lên chưa? Mọi người nghe rõ chưa ta? Anh Bi, chào anh Bi Út nha. Nghệ nhân ở Quảng Ngãi mà dùng cám mới mà cờ mà có thắc mắc gì anh Bi cứ nói, mọi người gọi cho em nha. Mới cắt tóc. Chào anh Si Văn, lâu ngày gặp anh. Hello anh Thương. Hôm nay nghỉ sẽ hơi. Anh em nghệ nhân có ai thắc mắc về cái cám cám cũ cám mới không à? Cái hạt cám cũ á và hạt cám mới á. Đúng rồi Vũ, cái hạt cám mới nó mềm và xốp hơn. Con chim đi phân đẹp lắm, nó ăn uống nha. Hôm nay có anh Hòn Di ở Đắk Lắk mới báo cho mình là anh theo dõi con chim ăn cám cũ và cám mới, cách nó ị ra cũng khác. Nó ăn nó chỉ nhúng nhẹ một chút thôi là nó đã ị ra phân ra rồi, không như trước kia. Trước kia con chim nó hay nhúng nhiều cái lắm mới ị ra được cái phân. Chào Quang, em xúc 7 kg, bây giờ em còn có, bữa trước em 74 kg, 72 kg, bây giờ em còn đâu có 60 mấy kg thôi, mới cân hôm trước. Cái Vũ, cái cám bây giờ á, là mình đùn ra màu vàng, mình cắt hạt ra màu vàng, chưa sấy nó màu vàng, mà sấy xong nó cũng màu vàng, nó không bị biến đổi màu và nó không bị mất chất dinh dưỡng. Cái công nghệ này khá đắt đỏ đấy, nhưng mà anh vẫn đưa về Việt Nam, vẫn phải đưa về và phục vụ cho anh em. Gầy lắm, nay ốm nhất à, lo làm suốt ngày suốt đêm. Không như trước kia, trước kia mập thù lù, cái cổ mập bự, mặt bự lắm. Chào anh Linh Con Tâm. Chào Huy Kiên Cường nha, dọn nhà mới sao rồi? Cái lô tháng 6 đặt là cái lô đó là chỉ là cái máy cắt hạt mới thôi. Lô tháng 7 kia mới là cả cắt hạt và cả công nghệ sấy mới luôn. Còn cách nào dựng cái điện thoại để livestream nhỉ? Chào Phương Chế. Cái cám mới em làm ồ ạt từ ngày 15 tháng 6 đến bây giờ rồi. Cám mới ra thị trường khá nhiều rồi. Khoảng 40% sắp phủ được thị trường 40% rồi đó em. Anh Bình. Chào Lỗ Hạt. Bao quơ liên hệ anh Tội. Mình không có bao quơ. Anh Giáp Dương, rất nhiều nha,
khoảng vài chục anh em dùng cám mới là nhắn về là phân chim rất ok, không còn tình trạng mà phân nó không kho sủi bọt và phân nó bị cái hạt sạn sạn nữa. Phân rất đẹp, đầu trắng đầu đen rất đẹp. Đúng rồi, em Nguyễn Vũ hay nhắn cho anh về cái vấn đề mà phân mà bị giống như hạt cát ấy đó, anh cũng suy nghĩ trăn trở nhiều lắm và cuối cùng anh cũng tìm ra được nguyên nhân và anh cũng đã khắc phục rồi. Huy Cường Kiên nha, cảm ơn em ủng hộ nha, bao nhiêu năm nay. Anh Phi nào, anh Bình Trần, anh Phi cắm cái cắm nào là cắm cũ ấy, cắm nào là cái cám mà dùng công nghệ cũ mình sản xuất. Có nghĩa là mấy bạn biết rồi, một cái dàn máy mà nó chạy 10 năm rồi thì nó sẽ hư cái này hư cái kia. Trong quá trình mà hư rồi sửa chữa rồi thay thế, nó báo long hết rồi. Rồi để anh gửi cái ấy luôn, anh gửi cái khoáng tái tạo và sắc tố long vào cho Huy Cường Kiên nha. Bảo già chứ, gần 40 rồi, còn có một năm nữa là 40 chứ mấy. Chào anh Thay Gali, em gửi đồ đó nha, mai nhận ấy, hình như đầu tuần nhận ấy. Hello, anh Thiên Thế. Thế thì chắc là còn anh Phi, anh còn cái cám đợt trước anh lấy đó anh. Chắc hết đợt đó xong rồi mới anh Phi mới lấy cái cám đợt mới. Dạ, cảm ơn anh Trao Trần. Cảm ơn Bình Trần đã ủng hộ nha. Anh Châu hôm nào vào Đà Nẵng đi, anh ơi mình cùng hàn huyên. Chào ông Minh Cầu, đại ca Cầu, bữa hôm mình đi Sài Gòn mà không về được Bình Phước, phải bay về gấp trong đêm để sáng mai làm việc. Em không phải idol đâu anh Hùng ơi, em vẫn là cứ mãi thằng thắng thôi. Idol mệt lắm. Cảm ơn anh Vui đã gửi lời mời Mai Thi Kim nhưng mà em đi không được. Thực sự là từ 2 tháng nay là em dậy rất sớm, 6 giờ 6 rưỡi em dậy rồi, nhưng mà em sẽ set up với công ty xưởng nó làm việc cho nó hiệu quả nên em không thể rời chân ra khỏi xưởng, không thể cầm con chim đi được. Ngoài ngày chủ nhật thì em để rảnh ra một chút. Dạ anh Cao, hôm nào em lại vào, anh em mình lại nhậu mấy ngày mấy đêm. Cảm ơn anh Ngô Văn Hùng, một năm tiêu thụ tháng mẹ hơi nhiều, cảm ơn anh. Mình vào nói chuyện cám mà sao mọi người lại không nói chuyện cám, mọi người nói chuyện nhậu không mà. À anh Ray Bell, mai em cho mấy đứa mang qua anh Vui ơi. Anh Ray Bell cao bồi này, bày kim của anh Ray Bell cao bồi bây giờ ổn chưa? Đang mong xem bài kim của anh Rebel Cao Bồng. Ốm à, cây mình ốm ấy, ốm thiệt. Một tháng 7 ngày cám cũ mà cho ăn cám nhiều nó không đụng tới cao cao luôn. Thế thì cái vấn đề con
cái cắm khoáng à, cái cắm khoáng đó mình cũng nói thật ra mình là người phát minh đầu tiên cái cắm khoáng ra ở Việt Nam, đưa khoáng vào trong cám nó rất cực kỳ khó, phải một loại khoáng phù hợp mới đưa vào được trong cám. Nhờ cám em đẹp mộng mơ rồi. Em cảm ơn anh đi bay co rồi. Mà chim bị vấn đề gì là mấy cái đó là em tư vấn anh em nuôi ok ngay mà. Chia sẻ cách chăm lông. Bây giờ mà nói cái chuyện cách chăm lông thì mỗi người lại chăm một kiểu khác. Mỗi nghệ nhân người ta có một cái cách nuôi lông khác. Mình thì nuôi lông đơn giản mà. Mình thật ra 4-5 ngày mình mới gặp chim, chim ở chung nhà. Nhưng mà sáng dậy sớm mình đi làm, tối mình mới về, không gặp được chim luôn. Kể cả buổi trưa mình còn ăn cơm tại xưởng luôn, không về tắm chim được luôn. Anh Xuân Thế, cái cào cào thì mỗi ngày mình cứ cho ăn 5-10 con. Mai anh gửi quà chăm lông cho trung tâm nha. Mai anh gửi khoáng, thuốc tắm với lại cắm khoáng mới cho trung tâm. Chốt đơn. Chào anh lão quán nè, mấy mà lâu lắm rồi mới gặp lại nè. Chào Đoàn Văn Hoài. Anh mới bàn với Tinh rồi, để anh xem đợt tới anh có đi Sài Gòn anh làm việc với mấy anh em. Vẫn dính con bị giòn cải lông vừa khi mọc. Vậy thì nó thiếu chắc. Nhưng mà anh nếu như mà anh gì đây? Anh này inbox cho em nè, anh Lê Dương này. Lê Dương inbox cho em. Để em sẽ tư vấn cho anh chuẩn hơn. Hạt cám anh thấy lương hạt cám mới này màu vàng hết anh nha, không còn màu nâu. Khi em đùn ra màu vàng và em sấy xong thì nó cũng là màu vàng. Và công nghệ sấy mới thì em không dùng lửa nữa. Hạt cám nó không bị biến đổi màu sắc, không bị biến đổi chất dinh dưỡng. Và nó giữ lại được cái hàm lượng khoáng trong cám rất cao. Chim ăn rất tốt. Anh Giáp Dương loại dạo này nhiều loại cám quá. Đúng rồi anh. Bây giờ cái thị trường ai cũng thấy làm cám nó cũng đơn giản. Nên mọi người cũng 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 làm. Và nếu như là người nào mà có tâm huyết ấy, người nào làm mà có tâm ấy, con người sống họ có tâm ấy, họ làm việc có tâm ấy, thì họ sẽ làm hạt cám rất ngon. Họ đưa cả cái tâm huyết họ vào cái sản phẩm. Và cũng ngược lại thì có một số anh em làm theo kiểu kinh doanh thì nó sẽ khác. Quý Thắng, mấy cái vấn đề chăm lông ấy mình inbox đi, gửi tin nhắn đi, rồi mình sẽ tư vấn nó cụ thể hơn sau khi mình biết được bạn nuôi chim như thế nào, từ đó mình sẽ tư vấn nó chuẩn hơn. Nó phụ thuộc vào yếu tố không gian, thời gian, nhiều yếu tố lắm, chất dinh dưỡng rồi các kiểu. Để mở cái tiếng Việt ra để trả lời anh em. Cảm ơn anh Ngô Văn Hùng. Sơn Tây Hà Nội cám ba cám thắng mẹo chạy nhé. Cảm ơn anh. Dạ chiều chủ nhật không biết làm gì cả, hôm nay nghỉ không làm anh, nên em rảnh mấy anh em hay nhắn hỏi về cắm mới nên em live stream em nói chuyện về cắm mới luôn. Anh Xuân Thế inbox cho em. Đù bữa nay anh lên live dữ vậy anh, live cho em bữa nay, tập dần đi, tập dần đi, công việc sắp tới phải live nhiều đấy.
người lòng đẹp cấm khoáng, đúng rồi anh. Cái cấm khoáng đó là cái dòng cám tâm huyết của em đấy. Em cũng mắc khá nhiều kinh phí vào cái việc việc mà sản xuất ra cấm khoáng đấy, nhưng mà cuối cùng sẽ thành công. Bao nhiêu năm nay rồi cứ nuôi lòng cấm khoáng là bao nhiêu vấn đề mà trục trặc của con chim là cấm khoáng nó sẽ giải quyết vấn đề lông ấy. À, chào Hoan, lâu ngày quá. Chào Vua Mèo đang xem. Khoáng tái tạo sắc tố. Khoáng tái tạo sắc tố uống ngay từ lúc con chim bắt đầu mọc lông mới đến giai đoạn hoàn thiện lông là không dùng nữa. Hảo nha. Anh Hảo, khoáng sắc tố uống ngay từ lúc con chim bắt đầu mọc lông mới. Đừng cho uống cái lúc mà con chim đó rụng lông. Vì nó uống vào mà nó rụng đi thì nó bị phí đi. Bị phí cái khoáng đi. Lúc nó mọc lông thì hãy cho uống. Em là tháng không phải idol gì đâu. Anh Mèo. Anh đi Dương mua chúng cái đợt cám, đã cám dùng dây chuyền cũ sản xuất rồi nên nó có vụn. Bây giờ anh em góp ý nhiều lắm rồi nên em không là không để cho vụn nữa đâu. Làm dây chuyền mới rồi anh Lê Dương ơi. Anh mua đắt tháng 5, tháng 6, tháng 7 anh Lê Dương nha. Đúng rồi em. Mình cứ hồi mình cứ làm việc theo cái tâm của mình thôi. Thậm chí cả tuần không cầm con chim ra đi chơi được mà. Cứ phải sản xuất, cứ phải chăm chú vào làm việc. Cảm ơn Minh Thành. 27 gặp lại Minh Thành nha. Có gì đi nha, nhắn anh em nha, chuẩn bị đi luôn nha. Đọc lại thôi. Đọc lại anh em hỏi gì. Anh Trương Nhật Minh nè, ăn cám đấu phân nát với uống nước nhiều nè. Inbox cho em nha. Chào anh Dương Bùi. Nếu như mà ăn cám đấu mà con chim nó phân nát nước nhiều thì bây giờ phải đưa trái cây nhiều vào để con chim nó giảm ăn cám lại, cho ăn trái cây nhiều hơn. Xem thử là đường ruột con chim nó có khỏe lên không và nó hết tình trạng đó hay không. Còn nếu như không hết thì phải dùng men tiêu hóa đấy. Và không dùng được dùng cám đấu đấy. Có nghĩa là cái đường ruột của con chim này nó không hấp thụ được cái lượng dinh dưỡng cao trong cám đấu. Đó, phải dùng cám nhẹ hơn, chất dinh dưỡng nhẹ hơn. Chẳng hạn như là cám dưỡng. Cám mới giờ sấy bông điện không? Cám mới em không thể tiết lộ cho mọi người biết được là sấy gì. Có nghĩa là em không dùng nhiệt cao để sấy. Ở Thanh Hóa có chị Hạnh đã nhập hàng ồ ạt rồi anh. Tổng đại lý Thanh Hóa chị Hạnh ấy. Để lát em nhắn anh nhắn inbox cho em cái rồi em nhắn số chị Hạnh qua cho anh nha. Tổng đại lý Thanh Hóa. Cái bạn gì mới nói nè. Cái bạn Thái Bảo Sơn này. Cái nhận định của bạn Thái Bảo Sơn chính xác này. Cám loại mới này không có mùi cháy, chính xác. Nhìn hạt cám xốp nhẹ lắm anh, đúng rồi. Chim ăn thấy ok. Tao mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền mới làm ra được hạt cám mềm xốp này đấy. Và cái việc mà cám cháy ấy, thì vừa rồi năm hồi Tết, trước Tết và sau Tết mình có bị dính một hai lò bị cháy. Và ra thị trường, nhân viên nó mình lo mình làm cái trại gà trên núi thì nhân viên nó vẫn xuất ra thị trường. Cuối cùng mình thu hồi về cũng được 80%. Và cũng gửi lời xin lỗi đến những nghệ nhân đã dùng cái lô cám đó. Mình cũng đã gửi những cái gói cám mới gửi đến cho anh em kịp thời để anh em không bị kim tục. May nhờ cái việc bị phốt đó thì mình mới bừng tỉnh lại. Và quay lại nghiêm túc với công việc từ hồi Tết đến giờ.
thay đổi với rất nhiều máy móc, rất nhiều công nghệ. Anh Lê Dương nên trộn, nên cho ăn 100% khoáng thay lông đi. Thay lông á, cứ việc nuôi cắm 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 khoáng, chả cần phải cắm dưỡng làm gì. 100% cắm khoáng. Trên này nói anh trung tâm. Chào Trinh. Chào anh Phan Thiện nha. Kim cắn chăn. Cái vụ kim cắn chăn này thì nó có hai cái vấn đề. Một cái vấn đề là dinh dưỡng quá cao, ăn ăn một lượng dinh dưỡng quá cao vào trong người, nó giúp cho con kim sung và căng lên tới đỉnh. Và nó bị ức chế bởi cái việc là không cắn được nhau, mới sinh ra cái chuyện là cắn chăn. Có nhiều con kim nó có cái máu nó muốn đánh nhau, cắn nhau ấy, nhưng mà không cắn được. Bực quá trời mình luôn. Cái mấy cửa hàng kim cảnh gần nhà em mua quanh năm mà vẫn giờ còn toàn cám vụn. Anh Nguyễn cần tìm cái cám đắt tháng 5, tháng 6, tháng 7 là không còn vụn nữa, hạt nào ra hạt đó. Vụn bị lọc 100% luôn, không còn hạt vụn nào trong cám bao cám đâu. Anh Chiến này cho ăn cám khoáng biết luôn được không sốt. Thì tất nhiên ấy, cái cám khoáng ấy nó có nhiều khoáng thì ăn miết luôn là không được, thì nó sẽ tạo ra hiện tượng dư khoáng. Mà khi hiện tượng nó dư khoáng thì con chim nó cũng sinh ra nóng nha, nó cũng sẽ có những cái biểu hiện của nóng đó. Em chủ nhật em rảnh anh Hùng Kim Liên ơi. Nghệ An cám mới ai em ơi. Nghệ An bây giờ là anh Vinh, chỗ ở thành phố Vinh thì anh Lâm. Anh Lâm câu lạc bộ gì ta? Anh Lâm ở thành phố Vinh ấy. Anh đang phân phối anh đi bao cao bồi, cám mới luôn. Thay lông bằng cám dưỡng thì con chim nó sẽ giữ lửa. Nhưng mà bộ lông nó ra không bao giờ đẹp bằng cám khoáng. Nhưng mà anh luyện trào màu ấy, muốn mà bộ thay lông bằng cám dưỡng phân ok, lửa ok, không mất đi nhiều, thì anh chỉ cần tới cái giai đoạn mà mọc lông mới á, anh cho uống cái khoáng tái tạo sắc tố á, thì lông nó sẽ đẹp. Vẫn thay lông bằng cám dưỡng nhưng mà uống kèm khoáng tái tạo sắc tố nha. Trên cám khoáng tuần đầu rút lông ồ ạt, giờ 2 tuần rồi không rớt lông thì có phải bị đứng? Cái vấn đề này, cái vấn đề mà con chim nó trút ồ ạt xong rồi nó đứng, thì bạn phải xem lại nguyên nhân vì sao nó đứng. Thứ nhất, khi con chim nó thay lông ấy, nó cần cái sự yên tĩnh, nghỉ ngơi hoàn toàn. Và thứ nhất, đừng để con chim nó bị hoảng nha. Nó bị hoảng nó sẽ dừng lông. Vì ở cái môi trường mà thiên nhiên ấy, ở ngoài rừng ấy, thì con chim trào màu nó không có rớt xòa lông như anh em mình nuôi đâu. Nó rất là nó thay, nó rớt chỉ vài cái xong rồi nó mọc lên rồi nó mới chịu rớt tiếp, vì để lông trên người nó để nó bay nhảy, để nó phản kháng mà, để nó còn đi kiếm ăn kiếm đồ nữa. Nhưng mà vào cái môi trường nuôi nhốt của mình ấy, thì mình phải tạo cái tâm lý cho con chim là con chim nó không đầy, thứ nhất là đầy đủ đồ ăn đủ, thứ nhì là con chim nó không hoảng đấy, nó yên tâm, nó nghỉ dưỡng, thì lúc đó nó không bị làm phiền gì nhiều ấy, thì lúc đó nó mới yên tâm, nó mới xuống lông đều 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 luôn. Mình nuôi chim thay lông ấy, một tuần mình chưa gặp chim đâu đấy. Mình cũng cho ăn uống rất nhẹ nhàng, là cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng, không bao giờ để làm chim hoảng. Thay lông mà mình dời cái chỗ nó đang ở, nó cũng đã đứng lông rồi mà. Nên anh em lưu ý cái vấn đề kim thay lông nha. Càng yên tĩnh càng tốt, càng mát mẻ càng tốt, ít làm phiền nó càng tốt. Chất dinh dưỡng thì phải rõ nhiều rồi. Cảm ơn Thái Bảo Sơn. Chào anh Tăng.
cái cách điều cám vào cấm đấu. Cái cấm đấu đó có gì đâu, cấm đấu thì mình nuôi cấm dưỡng đi, mình cứ nuôi bình thường quanh năm là cấm dưỡng, rồi đến khoảng 3 ngày đến 4 ngày trước thi ấy cho thêm cấu cấm cấm đấu vào trong lòng để nó ăn hai, nó ưng ăn cấm đấu thì nó ăn, nó ưng ăn cấm dưỡng thì nó ăn. Khi mà cơ thể nó thiếu chất ấy, mà nó cảm nhận cái hạt cấm đấu nhiều chất ấy, nó sẽ nhảy qua cấm đấu nó ăn nhiều, và từ đó mình biết được. Và trong trong 4-5 ngày nó ăn nhiều cấm đấu thì nó cũng đã căng lửa lên dần rồi, và khi ra thi thì nó sẽ bắt lửa, nó thi tốt hơn, có thể là nó sẽ bền hơn một chút khi dùng cấm dưỡng. Đang bức lông dùng cam khoáng được không hay thay lông? Bức lông là sao? Bức lông là chắc rất xuống lông đấy. Anh Nguyễn Tăng cứ xuống lông là anh cứ dùng cấm khoáng thôi anh, đến khi hoàn thiện lông kia mới chuyển sang cấm dưỡng nha. Dùng cấm khoáng 100% trái cây mát, tăng cường cảm lông, công thức đít đỏ nha anh. Cái cám thay lông của em ấy cũng có nhiều người dùng cấm khoáng để nuôi thi đấu anh Trịnh Quốc ăn, nhưng mà nếu tăng cường thêm cái công thức đít đỏ vào ấy thì người ta dùng lâu, dùng về lâu dài cho con chim ấy nó sẽ sinh nóng, nên em mới đưa ra ngoài cái khoáng tái tạo sắc tố, em mới đưa ra gói nhỏ để cho mọi người uống đúng một tháng khi con chim giai đoạn hoàn thiện lông. Thì khi đó với cái liều lượng đó, với cái thời gian dùng đó thì con chim nó sẽ không bị nóng đấy, nó không ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của con chim, sau này sức khỏe của con chim nữa. Nên em có thể làm ra một cái cám mà con chim nó ăn vào nó thay lông cũng đẹp hơn cả chim rừng nữa kia. Nhưng mà mọi người dùng mùa thay lông thì được, nhưng mà mọi người lại thấy phân đẹp quá, rồi sức khỏe con chim khỏe quá thì mọi người dùng luôn đấy. Đến khi mọi người dùng luôn đi thi đâu gì đó rồi, nhưng mà vài tháng sau thì sẽ bị nóng và sẽ hư con chim. Nên thành ra là em không đưa những cái đồ nóng vào trong cám đâu, mặc dù là biết là làm thì thành công đấy, em đã làm rồi, làm từ năm 2014, nhưng mà sau em đưa dần ra ngoài, không vô sử dụng chung vào trong cám nữa. Bây giờ các hãng cám đang ồ ạt đưa vào, nhưng mà em lại không đưa, em lại ngược với mọi người là em đưa ra và cho mọi người dùng riêng, dùng trong một tháng thôi, sử dụng 9 năm. Đấy, anh Phong Phạm hỏi kìa, cái dùng có cấm khoáng quanh năm được không? Anh Thạch La ở Bình Dương là người dùng cấm khoáng nhiều nhất Việt Nam. Anh đó chỉ dùng quanh năm luôn cấm khoáng, mà dùng bao nhiêu năm nay cũng dùng cấm khoáng. Nói chung dùng cấm khoáng thì phân nó tốt, phân nó đẹp hơn, con chim nó cũng khỏe, nhưng mà hiện tượng dư khoáng nó sẽ đến vào cuối mùa. Anh Phạm Phạm nha, dư khoáng con chim nó sẽ nóng, và lúc đó nó sẽ có hiện tượng là rỉa lông nhiều và có thể là tấm khô. Thì lúc đó anh nhận biết được thì anh thầy sẽ đưa về cấm dưỡng, anh không dùng cấm khoáng nữa. À, anh Đức Quyền nuôi chim hay? Vấn đề nuôi chim mình không tài giỏi gì đâu, mình không có thể tư vấn vấn đề nuôi chim trên live này được đâu, vì nhiều người nuôi còn cao hơn mình nè. Nuôi trùm hay nuôi mỡ áo tùy chứ, ví dụ như những con chim mà nó trùm lại cái nó hay vút đuôi rồi nó hay cắn phá này nọ thì mình phải nuôi hở cái áo ra chứ, trùm nhiều quá nó cũng sinh tật. Nếu như mình nuôi trùm ấy thì ngoài thời gian mà phơi nắng tắm ăn uống đâu vậy đó thì cũng nên trùm lại để cho con chim nó vào lửa, nhưng mà chỉ với những con chim trùm mà không bị sinh ra tật thì mới nuôi ơi nuôi trùm. Nhớ dọn vệ sinh sạch sẽ nha, chứ đừng cái mà trùm nhiều anh Quyền nha, trùm nhiều mà phân nhiều thì con chim nó hủy cái axit trong phân nó cũng chết đấy, nó cũng hỏng ấy. Ở ngoài trời ấy, con chim nó ỉa cục phân xong ấy, thì nó sẽ bay đi ngay, và nó rất ít khi tiếp xúc lại với phân của nó lắm. Còn mình nuôi ấy, thì là mình tiếp xúc với phân hàng ngày nên cố gắng dọn cái phân nó cho ok. Cảm ơn anh Trịnh Quốc An. Sử dụng 9 năm một hãng cám. Rồi ngày mai em gửi cho anh cái khoáng tái tạo sắc tố, em gửi tặng cho anh để cho anh dùng riêng nha, để tăng màu sắc con chim lên cho ok nha.
trong đó nó cũng có khoáng nữa nên làm cho con Long Kiêu nó khỏe mạnh hơn. Dạ, ok anh. Mình đang cho ăn dưỡng, cho ăn sang đấu trước 5 ngày có ok không? Anh thế anh luôn thế anh đang nuôi đúng này. Cứ nuôi bình thường là cứ nuôi cấm dưỡng thôi. Rồi trước 5 ngày thi thì anh cho có cống cấm đấu vào trong lồng. Anh vẫn để cấm dưỡng nha. Để nha, con chim nó tự nó ăn, không đừng có ép con chim. Nó cảm thấy nó thiếu chắc thì nó sẽ nhảy qua nó ăn cấm đấu nhiều. Đấy, mà nó cảm thấy nó đủ chắc rồi nó sẽ không ăn cấm đấu nhiều đâu. Cách nuôi như vậy nó không làm hỏng con chim, anh thấy anh à. Đừng có ép nó làm gì, ép để mua bán thì được, chứ còn ép mà để mình chơi lâu dài thì không nên ép con chim quá. À, anh Hậu hỏi hay này, cái cắm khoáng có cần khoáng tái tạo không? Trong cái cắm khoáng nó có một phần của khoáng tái tạo đấy, nhưng mà nó cũng không có nhiều đâu. Nếu dùng thì bộ lông nó chỉ đạt khoảng 90 đến 95% là màu sắc đẹp thôi. Có nhiều con chim mà nhiều mùa ấy, anh Hậu, có nhiều con chim mà nhiều mùa ấy, thì cái sắc tố lông nó sẽ mất trong người nó không còn cái sắc tố lông nó nữa, nên có ăn gì trái cây gì vào ấy, nó cũng hấp thụ kém lắm. Đấy, rồi nó ra bộ lông cũng không đẹp lắm, nên phải cần cái khoáng sắc tố đó để bổ sung vào cho nó. Nếu như anh dùng cắm khoáng rồi thì chắc em nghĩ không cần dùng thêm khoáng tái tạo đâu, nó ra bộ lông cũng ok rồi. Không có chim lấy gì cho ăn? Ủa anh Hiếu Chi, anh Hiếu Chi chơi chim lại đi. Cảm ơn anh Phi Hình. Anh Lê Dương hỏi này, lát mình trả lời nè. Đăng bạn like rồi. Cám dưỡng nuôi thay lông, cám dưỡng nuôi thay lông cũng được, nhưng mà bộ lông ra lo sắc lông không đẹp, màu không đẹp anh nha. Anh Hoa Văn Thuấn, cám dưỡng nuôi thay lông, cám dưỡng thì cũng là loại cám mát, nuôi thay lông cũng được, nhưng mà cái sắc lông ra không đẹp. Nếu như qua quá trình mọc lông ấy, anh cho ăn trái cây sắc tố, nhiều sắc tố ấy, thì nó sẽ ra lông đẹp. Hoặc là cho uống thêm khoáng sẽ tái tạo sắc tố. Có anh em nào hỏi gì không? À, anh Nguyễn Thanh hỏi hay này. Anh nói cách điều cám của anh với những con bản tính hung hăng đi. Mấy con mà bản tính hung hăng á, họ nói đánh đánh cái nét khó 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 trị lắm, nhưng mà vẫn điều được, điều bằng trái cây, điều bằng một cái vị cám nó chất dinh dưỡng nó vừa phải thôi, không quá cao, phải gọi là cám mát đấy. Cám có lượng trái cây trong cám nhiều, hoặc là những con chim hung hãn ấy thì trước thi mình nên vợt nó một phát khoảng 30 phút một tiếng, xong rồi mình về trước ngày thi ấy, thì hôm sau mình lại mang nó đi thì nó sẽ bớt hung hãn hơn, nó sẽ đấu đầm hơn một chút. Chào Di, chào anh Hoàng Thành Nam. Tuần tới chắc em phải gửi cám, gửi quà tặng cho anh Hoàng Thành Nam nha, bộ sản phẩm thay lông nha. Chào Rin, chào anh Hoa Karate. Em cảm ơn anh Trương Như Mạnh. Dùng 10 năm rồi, khách hàng lâu năm của em. Cái cám khoáng và bột khoáng dùng trong giai đoạn nào? À, con gái. À, ba đang làm việc chút nha. Con gái con ở nội về hả? Nè. Ba gì lạ không? Ê, lạ, thôi để bà làm việc trước, lát bà nói chuyện. À, tóc con mới cắt Ừ, nè, tóc bà không cho thấy phép cắt đó. Để bà làm việc trước nha. lạ. Tóc ngắn quá. Rót cho bà miếng nước không? Hết nước uống rồi. Cái này là
Cái cắm khoáng nó dùng trong giai đoạn thay lông. Anh nhúc nhích. Nó còn dùng để hãm con chim lại nữa. Ví dụ như những con chim nào mà cắn phá lông đuôi này, rồi những con chim này rút lông đuôi cong này, những con chim nào căng quá này, có thể đưa cắm khoáng vào hãm con chim lại. Anh Ngô Thành Hưng nói ok này, thay lông vẫn cho ăn cắm dưỡng được và hạt sắc tố. Hạt sắc tố anh nhớ uống lúc pha nước uống, lúc con chim giai đoạn mọc lông mới nha, uống đến hoàn thiện lông thì ngưng. Mỗi con chim nên uống một gói thôi, cái liều lượng thì mỗi con chim mùa thay lông uống một gói là ok rồi, không cần quá nhiều. Chào anh Sơn Hình, chào Tì. Rồi ba cảm ơn con gái. Chào anh Phong. Hội chào hội nha. Chủ nhật rảnh lấy nói chuyện với mấy anh em nghệ nhân. Chào Lợi, quá lâu rồi chưa gặp. Dạ chào anh. Nam Trung Bộ, anh Phong lúc nào em cũng chào đón anh Phong hết. Tướng Trương chào đại gia thắng. Còn gia Bọc Trương thôi Tướng Trương ơi. Anh Giáp Dương có một con chim ăn cắm khoáng quanh năm. Anh để ý con chim đó nha. Tới cuối mùa thi đấu nó sẽ hay bị dư khoáng. Em để ý như vậy, em nuôi chim em cũng cảm nhận như vậy. Anh Ngô Thành Hưng, khách hàng từ năm 2016. Ôi 7 năm rồi. Cảm ơn anh nha. Hôm nào ở Đà Nẵng thi thì anh Châu Trần mang chim vào thi, em đón. Anh năm nay, anh sinh năm 86, bánh dần. Không, hình 38, tôi 39 tuổi rồi. 38, 39 tuổi. Chỉ anh nuôi lông. anh thật la là bậc thầy nuôi chim. Phải nói em đi khắp Việt Nam rồi, chưa bao giờ em thấy một người nghệ nhân nào nuôi chim chỉ vẻn vọn trong 10 mét vuông. Nuôi gần chục con chim trong 10 mét vuông. Chỉ có hai cái lồng tắm, một chỗ phơi chim duy nhất. Nhưng mà anh thật là nuôi chim lấy giải suốt luôn. Hay thật. Một cái nơi nuôi chim rất nhỏ, không có điều kiện cho chim sinh hoạt nhiều nhưng mà lại chim rất thành công. Cái cách nuôi chim của anh Thạch La là em bái làm sư phụ ấy. Chào anh Hương Hội. Chưa anh ơi, em mới vừa ăn cơm trưa hồi nãy xong, 2 giờ 3 giờ. Hôm nào nhậu lại ơi. Cái thị trường bây giờ anh Phong, cái thị trường bây giờ nó không như khi xưa đâu. Thị trường bây giờ nó quá nhiều người bán. Quá nhiều người bán cám. Và nếu như em không gửi hàng á thì họ cũng mua từ người khác, họ cũng lấy từ người khác. Mà năm nay em cũng tập trung sản xuất quá, không tập trung cái câu chuyện phân phối. Đúng rồi anh Phong Phạm. Để con chim bớt hăng lại mình trộn thêm cắm khoáng cũng được, cho ăn thêm trái cây mát là con chim nó bớt hung lại thôi.
anh gặp những con chim nào mà nó cắn đuôi, nó vút đuôi ấy, anh không cần phải thay đổi gì cám đâu, mà anh lấy mướp khía với lại dưa leo anh cho nó ăn vài hôm thôi là nó tự động nó bớt à, tắm nó thêm hàng ngày nữa là bớt. Còn hạ cám thì rõ ràng hạ cám thì con chim nó sẽ giảm cái việc hăng lại thôi. Anh Hòa Karate này, chào anh Kê Công Nguyễn này. Hạt cám công nghệ mới, em live stream về em nói về hạt cám đó đó anh. Có nghĩa khi xưa là em đùn ra hạt cám là màu vàng, em đùn cắt là màu vàng, nhưng mà khi sấy là quay á, nó ra màu nâu. Đấy, nó sẽ có một cái mùi thơm rất quyến rũ, nhưng mà đưa vào phân tích cái chất dinh dưỡng ấy thì là nó bị mắc đi khá nhiều chất dinh dưỡng, và em cảm thấy giống như mình đang ném tiền vào trong cửa sổ ấy, ra cửa sổ ấy. Bao mà một ngày mình đi mua nguyên liệu mười mấy 20 triệu mà bây giờ mình về mình làm mà hạt cám nó mất hết chất dinh dưỡng thì nó cũng không có đáng. Nên em quyết định, với lại vừa rồi hồi hồi Tết em bị sự cố về nhân viên em nó sấy, nó bị quá nhiệt một chút đấy, thì em mới quyết định là bà không dùng dây chuyền cũ nữa. Dây chuyền cũ em chỉ giữ lại những cái máy mà nó dùng điện thôi, em không dùng dây chuyền cũ về ga nữa. Bây giờ về lửa nhiệt ga thì em chỉ dùng để rang rang ngũ cốc chín thôi, còn cám không đụng đến ga nhựa liệt lửa với nhiệt của ga nữa. Bây giờ làm ra hạt cám mà em gửi đi phân tích vừa rồi là giữ lại được đến 92,8% chất dinh dưỡng. Vừa rồi em có đăng cái hình mà khi mà chụp chất dinh dưỡng trong cám đấy, họ đưa vào cái kính gì mà phóng to mấy trăm lần ấy, 500-600 lần ấy, họ soi được chất dinh dưỡng trong cám luôn ấy, protein rồi luôn ấy. Ok anh, ngày mai em xem lại cái like này và em gửi tặng quà cho anh Thành An nha. Em gửi thuốc tắm với lại khoáng tái tạo sắc tố. Ok anh Châu Trần. Anh có mặt tại Đà Nẵng nhưng mà tối sau 8 giờ tối thì em mới rảnh. Thường thường thì 8 đến 9 giờ tối là em mới hết ca làm việc của em. Rồi anh em mình gặp nhau, anh Nguyễn Hồng Phong nha. Anh Giáp Dương hỏi là thế khắc phục kiểu gì? Thì bây giờ nó dư thừa khoáng thì anh không cho nó ăn nữa là xong. Anh đổi qua một cái loại cám dưỡng nó ít khoáng hơn thì con chim nó sẽ không dư khoáng nữa. Cho ăn trái cây mát vài hôm nữa là con chim nó ok, ổn lại. Kênh phân phối tháng mẹ so với các hãng khác cũng tục hơn. Cái kênh phân phối á, em không có làm nhiều. Em làm chỉ một tỉnh thì em chỉ làm việc với 1 đến 2 người phân phối cám của em thôi, là 2 đầu tổng thôi. 2 người đó chịu trách nhiệm là hàng tháng chạy cám, phân phối cám. Em không làm cho các gửi thẳng cho các cửa hàng như khi xưa. Em bây giờ sản xuất ra em chỉ cung cấp cho các đầu tổng thôi, rồi đầu tổng lớn thôi. Chào Tèo Đào Bự, là quá lâu rồi chưa gặp. Đúng rồi Trúc ơi, hạt cám mới thì nó chạy dây chuyền mới thì ra hạt đều lắm. Máy móc mà 10 năm rồi mình phải thay đổi mới chứ. Bây giờ mà mình cứ giữ cái quan niệm cũ, mình dùng cái máy móc cũ của mình thì mấy hãng cám khác người ta đầu tư máy mới người ta hơn mình ngay. Đấy, người ta sản xuất ra hạt cám đều hơn mình thôi là mình đã mất khách hàng rồi. Đúng rồi Ngô Thanh Hưng, kính Hiển Vi, kính gì đó trong cái máy to lắm. Chào anh Hùng. Hello mẹo. Mẹo là tên bà già em đó nha anh Hùng nha. Mẹo là tên mẹ em đấy. Mà do là hồi xưa hồi nhỏ là có máy thằng Thắng luôn, thì mọi người mới phân biệt là bằng cách là đặt tên cha mẹ kèm theo để gọi là biết là em là con của bà mẹo. Răng nhận biết được dư khoáng. Cái con chim dư khoáng ấy nó sẽ có hiện tượng là
xỉa nhiều này, hay tắm khô này, nó sinh nóng, dư khó nó sinh nóng. Cái gì mà vừa đủ là được, đừng để quá dư. Cái gì mà dư quá thì nó sẽ sinh nóng, sinh nhiệt, sinh nóng. Rồi nó cũng sẽ vút đuôi này, nó cũng dư khó, nó cũng vút đuôi. Cái quan trọng là nó xỉa nhiều, nó hay tắm khô. Cái hạt cám mới em đều loại làm hết luôn. Bây giờ bên hãng cám của em về cám Chào Màu là có 5 dòng cám. Là em dùng dây chuyền mới em làm hết luôn. Anh Tuổi Dần thành Phát, anh Bính Dần 1986, con cột đấy. Chào anh Thị Lành, lâu ngày bận quá không nói chuyện riêng với anh được. Có gì Kim Cò nhắn tin cho em nha. Bình Bôm này, lâu ngày quá cũng chưa gặp này. Mãi lo làm không lo đi giao lưu gì trơn. Cảm ơn anh Thiện Nhân. Khi nó dư khoáng thì mình không cho nó ăn cắm khoáng nữa là hết anh. Cho nó ăn sang cắm dưỡng. Cho nó ăn thêm trái cây nhiều vào. À, Kim Vũ nói đúng nè. Cái cám mới á, khi mà con cho con chim ăn cái cám mới này á, nó khác màu, nó khác mùi, thì con chim nó sẽ vẫy và nó tìm cái cám cũ nó ăn. Mà đến khi qua ngày thứ ba thứ tư rồi nha, nó ăn được cái cám mới rồi á, là nó ăn dã man lắm. Nó ăn mà mình để ý là nửa cống cám mà nó ăn 2 ngày đấy, sau rồi là nó không còn vẫy một hạt nào luôn đấy. Rất nhiều anh em đổi cám mới là bị cái tình trạng như Kim Vũ nói đó. Nó vẫy trong khoảng 1 đến 3 ngày. Sau khi nó ăn được rồi thì nó sẽ ít vẫy lắm. Và nó bỏ luôn, cái chuyện vẫy luôn. Bình Bom khi nào có con bổi nào tố chắc lật cầu, xiên cầu thì nhắn anh nha. Anh đang khoái nuôi bổi đây. Nhưng mà đừng có nhắc quá, bổi dễ thuần thôi. Chào Phạm Kiền, chào Phi Cắt Tóc. Phạm Kiên cái đi nhậu mà làm sao nhậu, hôm qua đang làm việc mà hôm nay mới rảnh được một chút này, trừ bây giờ ai kêu đi nhậu là đi luôn. À, có ai đủ nhậu không? Cám đấu dùng như thế nào mà ít người dùng? Cái cám đấu ấy là thực chất ra nó không phải là cám kích, cám đồ gì đâu. Cám đấu ấy là hàm lượng protein với lại tôm trứng trong cám nó cao hơn những cái cám kia thôi. Và cách dùng tên cám đấu để đặt tên cho một dòng cám thôi, chứ không phải là ăn cái cám nó vào rồi đấu rồi như thế nào đâu. Rồi Bình Bom, để anh gửi, mai anh nói mấy đứa nó gửi lên cho em. Cái cám đấu thì cứ vẫn dùng bình thường. Nhưng mà quan trọng ấy, mọi người không biết, mọi người ai tư vấn cho mọi người, nhưng mà mọi người cứ nuôi chim ở miền, nhất thứ nhất là những người ở miền Bắc ấy, những nghệ nhân ở miền Bắc ấy, nuôi chim mà mỗi chim Chào Màu mà mỗi ngày chỉ cho ăn 2 tiếng trái cây thôi. Sáng dậy cho ăn 2 tiếng trái cây rồi cả ngày bắt chim ăn cám với lại mồi tươi. Mà mọi người quen mắt á, là cái con chim Chào Màu này là dòng chim ăn trái cây là chính, chứ không phải là ăn cám là chính đâu. Nếu như mọi người mà ép nó ăn cám nhiều ấy, nó sẽ căng lửa lên, nó sẽ đấu cho mọi người thấy. Nhưng mà nó sẽ không được bền đâu. Nó chỉ được trong tức thời đó thôi. Còn để cho con chim ấy mà đấu 3-4 tiếng mà thi để lấy giải á, thì những con chim thắng bảo đảm với mọi người, mà những con chim mọi người ép ăn cám nhiều á, mà ít cho ăn trái cây á, những con chim đó không bao giờ bền. Đàn nào nó cũng phải xỉa lông, đàn nào nó cũng phải cũng có nhịp tắm khô. Đấy. Thậm chí nó nóng trong người, nó bức sức, nó khó chịu lắm. Mình nuôi chim ấy, mình cứ cho trái cây cào cào cám vào luôn trong lòng luôn, để con chim nó tự ăn uống, nó tự điều tiết. Ví dụ như nó dư chất trong cám ấy thì nó sẽ ăn trái cây nhiều để đào thải cái chất dư đó ra ngoài. Còn nếu như bạn không cho ăn trái cây buổi chiều, mỗi cho ăn buổi sáng không thôi, thì khi chiều nó ăn cám nhiều vào, nó dư chất, nó tiếp tục ăn cám nữa, không có trái cây, thì làm sao nó đẩy được cái chất dư ra khỏi cơ thể. Đấy, nó phải có ăn một cái gì đó để đẩy cái chất dư đó ra. Bây giờ nó đang dư chất trong cám,
thì mọi người cho nó ăn cám tiếp thì nó vẫn còn dư dư chất trong người, mà lâu ngày tháng nó sẽ dư nhiều lên và nó sẽ sinh ra những cái chuyện là rớt lông này, rớt lông bại này, đấy, sinh ra cái chuyện vút đuôi này, cắn phá này, đấy. Cứ cho con chim ăn uống thoải mái, trái cây cào cào cứ cho ăn từ sáng đến chiều, tối lấy trái cây ra thôi, sáng mai cho trái cây mới vào. Còn có những anh em nghệ nhân như anh Hùng Dombo ấy, anh cho chim ăn, những người mà nuôi cao tay ấy, sáng anh cho ăn chuối, chiều anh cho ăn táo, đấy, sáng anh cho ăn chuối, chiều anh cho ăn đu đủ. Như anh gì ở ngoài Hà Nội ấy, là có anh Huy Tây Hồ ấy. Anh Huy Tây Hồ là hiểu chim dám ăn luôn. Cái giải đấu ô tô mà Hùng Vũ là anh Huy Tây Hồ với lại Thắng Tràng Sơn được cái xe ô tô đấy, thì con chim vừa vào tới Đà Nẵng, anh Huy Tây Hồ phát hiện ra con chim có dấu hiệu nóng. Và anh Huy Tây Hồ gọi ngay cho mình, bảo phải kiếm được cho anh một miếng đu đủ chín cây, mà phải chín vào chứ đừng có còn sống. Đấy, cuối cùng mình lại nói điện về cho mấy đứa em mình, nó trèo lên cây, nó hái được quả đu đủ chín cây, cắt ra nửa quả mang qua cho ảnh. Thì ảnh cho con chim đó ăn nha. Đúng 8 giờ rưỡi ảnh vào, ảnh lấy cái miếng đu đủ ra khỏi lòng. Con chim nó thi đấu một mạch vào, không một nhịp xỉa, không một nhịp cắn chân, một mạch vào chung kết lấy cái xe ô tô luôn. Đấy, cái trái cây nó quan trọng lắm. Mọi người ở miền Bắc cứ ép chim ăn cám à. Nói thật với mọi người, trong cám nó vẫn có trái cây chứ không phải là không có, nhưng mà cái hàm lượng trái cây nó không cao. Nếu như trong cám mà có nhiều trái cây quá thì làm sao con chim nó ăn nó căng lửa, vì trái cây mát mà. Đấy. Và đặc biệt cái thì mình quan niệm là mọi người đã cho ăn trái cây hàng ngày rồi, nên trong cám của mình nó cũng không có trái cây nhiều. Nó có khoảng, nó chiếm tỷ lệ khoảng tầm 10-18% trái cây trong hạt cám thôi. Anh Phạm Kiền về tới Hải Phòng chạy nhanh ghê. Chào Thiện ơi. Chim ăn cám mới sao ỉa phân đầu trắng đầu đen. Cái đầu trắng đầu đen đó mới là lợi hại đó anh Thời. Cái phân mà đầu trắng, đầu một đầu đen, một đầu vôi trắng đó là nó báo hiệu nó hấp thụ hoàn toàn thức ăn. Đấy, mà nó báo hiệu là đường ruột con chim rất khỏe nữa đấy. Cái đó là cái mong đợi của em đấy. Cái mà bao nhiêu cơ lâu nay em đổ tâm huyết và em làm đấy. Chào Sơn vui, chào Thái Ca. Thái Ca chăm chim có gì vấn đề gì cứ nhắn tin cho anh nha, để anh tư vấn cho nó chuẩn nha. Đúng, chính xác Nguyễn Trung Hiếu. Mình điều tiết trái cây như thế này này. Ví dụ như con chim mà nó đi phân hơi ướt một chút thì mình điều tiết trái cây mang tính khô. Còn nếu như mà con chim nó đi phân khô quá thì mình phải điều tiết trái cây mang tính ướt. Mình là có một cái thói quen là cứ trước ngày thi thứ sáu thì là mình cho ăn chuối với táo, chuối buổi sáng, chiều cho ăn táo. Qua thứ bảy thì mình lại cho sáng là chuối, chiều là đu đủ. Rồi sáng hôm thi thì mình vẫn cho cắt miếng đu đủ mới mình cho ăn. Đến chuẩn bị vào thi thì mình mới lấy miếng trái cây ra thôi, chứ miếng đu đủ ra thôi. Nắng đo ăn đu đủ được không anh? Nắng đọc không được, viết tắt đọc không được, không ra anh Thờ ơi. Kim chào Sơn. Kim con Bảo nó xuống lông đầu tiên Phi ơi, đang xuống trụi lông luôn. Cũng như năm ngoái nó xuống, bây giờ nó đang mọc ra những cái lông đuôi đầu tiên đấy, đang đọc mọc ra cặp đuôi lực luôn đấy. Lông đầu chưa thấy rụng. Mỗi năm thấy trụi đầu luôn, năm nay chưa thấy rụng lông đầu. Chắc vài ngày tới. Hôm nào rảnh rảnh ấy thì mang ra buổi chiều canh mưa giông tắm cho nó hoàn phát là nó xuống nữa. Chào anh Hùng Cao. Cái quan trọng là đường ruột chim yếu thì sao? Cái đường ruột chim yếu. Em ấy thì em chăm chim theo em nghĩ như thế này. Mọi người không biết có đúng không? Thì tất cả con vật sống ở trên cái trái đất này nó đều cần một cái
mang tiêu hóa. Từ đó mình nghiên cứu về cái mang tiêu hóa. Theo em nghĩ thì cái mang tiêu hóa, em nuôi chó này, em nuôi nuôi gà này, em nuôi nuôi chim này, em đều dùng mang tiêu hóa. Cứ thỉnh thoảng một tuần em cho uống một vài ngày mang tiêu hóa, 2 ngày mang tiêu hóa. Anh Lê Văn Quang, hạt cám cũ và hạt cám mới. Hạt cám cũ là hạt cám màu nâu và hạt cám mới là hạt cám màu vàng. Hạt cám cũ nó thơm hơn hạt cám mới và hạt cám cũ nó cứng hơn hạt cám mới. Hạt cám cũ nó sau khi sấy nó mất chất nhiều hơn, mất dinh dưỡng nhiều hơn hạt cám mới. Hạt cám mới nó được giữ lại các dinh dưỡng nhiều hơn. Chim ăn vô sung quá trời. Việt Minh chặt anh nữa. Cám mới ra ăn quanh năm được. Anh Trần Thiên Tâm dùng an toàn. Nếu mà dùng quanh năm thì anh Trần Thiên Tâm dùng cám dưỡng thôi. Đơn giản mà. Chào anh Hùng Cao. Hôm nào em ra nhà anh Nhật lại gặp anh Hùng Cao nha. Hẹn bao nhiêu lần rồi mà em vẫn chưa đi được. Ra xem Đông Anh phát triển như thế nào. Anh Nhật mới vào em nhậu đó. Chào anh Tú. Cả tuần nay không cầm con chim đi đâu được luôn anh Tú ơi. Anh Nguyễn Văn Tú là sư phụ chơi chim của mình đó anh em. Khi xưa còn nhỏ ấy, mình mua chim hay là mình gặp chim hay ấy, mình cũng hay và về kể cho anh Tú để anh Tú có hỏi anh Tú có nên bắt hay không, có nên nuôi con chim đó hay không. Đó, anh Tú ảnh chơi chim, ảnh bày cho mình từng ly từng tí khi mình còn bé xíu ấy. Nguyễn Văn Tú, sư phụ của mình đấy. Cái mang tiêu hóa nó uống đơn giản mà. Mình cắt cái ống hút ấy. Cái ống hút ấy mình cắt xéo đầu này này. Cái đầu mình cắt cái gói mang ra, cái là mình xúc nhẹ cái gói mang, mình cho vào cống cảm thôi, cống nước thôi. Mình lấy một chút mang như đều bằng cái đầu móng tay mình như thế này là ok rồi. Trong cái hướng dẫn sử dụng nó có in cụ thể trên cái gói mang đó anh Nguyễn Định. Sau khi nó bù mang rồi á, anh hạn chế cho chim ăn trái cây mà để qua đêm nha. Ăn trái cây mà để qua đêm rất tai hại đấy. Nó lên cái axit không tốt đâu, uống vào nó bào mòn cái mang tiêu hóa của chim ấy. Còn mọi người đừng có cho chim ăn dứa nha. Ăn dứa là cũng nguy hiểm lắm ấy. Con chim ở ngoài rừng nó ít khi nó ăn dứa lắm. Cái quả dứa nó nguy hiểm lắm. Mà mấy bạn không tin nha, mấy bạn lấy miếng thịt bò mà tươi rói ở ngoài chợ mới mua về á, mấy bạn vắt lấy nước dứa xong mấy bạn rắc vào cái miếng thịt bò ấy, mấy bạn xem cái miếng thịt bò nó tan ra luôn, nó mềm nhũn ra luôn. Cái dứa axit cao lắm. Cái chim thay lông 2 ngày, anh Việt hỏi Việt Trần Việt, 2 ngày tắm một lần dọn sạch lông được không? Cái việc mà 2 ngày tắm một lần chim thay lông ấy thì nó phù hợp với cái chuyện là con chim ra lông mới. Chứ còn khi con chim mà nó rụng lông cũ ấy, nó cần thời gian nghỉ dưỡng lâu hơn. Có thể là 4-5 ngày mình mới gặp chim một lần. Và nếu như mà 2-3 ngày gặp chim một lần thì nên nhẹ nhàng với chim. Từ cái việc là mình thay trái cây, từ cái việc mình hạn chế tắm cho nó nha. Những cái con chim mà nó rụng lông ấy, nó đang rụng lông ấy thì mình hạn chế tắm cho nó. Vì khi nó rụng lông ấy, con chim, có những con chim mấy bạn để ý, có những con chim nó đang rụng lông mấy bạn sang vào tắm nó không chịu tắm đâu. Rồi mấy bạn xịt nước đồ này nọ thì nó mới chịu tắm. Vì cái nó mới vừa rụng lông ấy, nó mới vừa rụng lông thì cái lỗ chân lông của nó hở như cái ruột búp bi này này. Thì sau khi tắm vào ấy, thì nước nó vào trong cái lỗ chân lông ấy. Đấy. Rồi sau này nó mọc cái lỗ chân lông nó cảm thấy rất khó chịu. Những con chim nào mà mùa thay lông mà quá trình mình rụng lông ấy, mà mình tắm nhiều ấy, thì những con chim đó qua mùa sau chơi ấy, nó hay rùng mình lắm. Nó cứ đấu một chút nó rùng mình, chút đấu một chút nó rùng mình, nó khó chịu lắm.
cái quá trình rụng lông đừng có tắm nhiều, 4-5 ngày, 5-7 ngày rồi mới cho nó, mới gặp nó lần, tắm cho ăn uống cũng nhẹ nhàng, đừng làm nó hoảng, để nó ra lông tương đối tốt, tương đối đối khỏe rồi thì lúc đó mình mới tắm. Mà mình sang vào thì nó tắm thì nó tắm, mà nó không tắm thì thôi mình sang lại, đừng ép nó tắm. Chim chim quá trình rụng lông cũ đừng có ép chim tắm nhiều quá. Chào anh Dương Hòa, em sang năm, chào anh Trọng, sang năm em ổn định xưởng, ổn định dây chuyền sản xuất mới thì em mới đi giao lưu lại. Lúc đó thì em đi giao lưu nhiều đấy, chắc em phải mua cái xe mới. Rồi lúc đó em sẽ đi giao lưu lại thi kim cho nhiều. Cái hoa quả hàng ngày nó đơn giản lắm anh Việt ơi. Cái hoa quả hàng ngày anh cứ chào Vũ Thức nha. Hoa quả hàng ngày buổi sáng, thường thường buổi sáng anh cho ăn kim ăn chuối là tốt, để cho đường ruột con chim nó tốt. Còn buổi chiều ấy anh cho ăn táo, hoặc là buổi chiều anh cho ăn đu đủ. Táo thì anh ra siêu thị anh mua cái loại táo nào mà mã đầu số 9 ấy, thì là cái táo Juliet, cái táo mà hữu cơ ấy. Cái táo nó không có thuốc, táo nó được kiểm nghiệm là không có thuốc, táo Juliet ấy. Còn cho ăn đu đủ trước ngày thi này, cho con chim nó thi này. Rồi cả những con chim nào mà đường ruột kém này là anh hấp cà rốt cho chim ăn này. Rồi ổi này, ổi ruột đỏ này, nhiều lắm. Em hay lấy tủ, mở tủ lạnh lấy cherry của vợ cho chim ăn lắm. À, cái anh Dương Hòa hỏi hai lần, con chim mà bể mi ấy, cái con chim bể mi đó là em gặp nhiều rồi. Nó có hai vấn đề anh Hòa. Một là cái rặng mạc nó ký sinh trên cái hốc mũi của con chim ấy, nó sẽ ăn dần cái góc chân lông, rồi lông, cái vùng lông của chim ở chỗ đó đấy. Hai á, là cái tình trạng dư thừa chất nó cũng sẽ làm rụng cái lông đó. Dư thừa chất quá trong cơ thể thì là con chim nó sẽ gây kích ứng, là phải đẩy chất dinh dưỡng ra ngoài bằng đường đường phân tiêu hóa, thì nó sẽ đẩy ra bằng đường lông. Có những con chim mà mình nuôi mình ép nó ăn quá, nó ép mình thúc nó quá, nó rớt luôn đuôi lực đấy, nó rớt luôn cả cặp đuôi lực luôn ấy. Anh xem thử, anh Dương Hòa xem thử có cái bắt nó ra, lấy cái lúp soi ở trong hốc mũi nó có rặng mạc vào gì nhiều không. Anh ra anh mua cái cồn sát khuẩn nhẹ, cái kiểu như là cái nước sát khuẩn mà 15% ấy, hoặc là 9% ấy, anh bôi nhẹ chỗ cái hốc mũi đó, thì bắt đầu là sau này nó không ăn cái lông đó nữa thì nó mọc lên bình thường, còn giảm chất dinh dưỡng lại một chút. Nếu như con chim nó dư thừa chất thì anh giảm lại một chút, cứ tăng hàm lượng trái cây lên là ổn. Trái cây nó giải quyết hết vấn đề mà. Anh mấy cái xe đạp của anh treo lên tường luôn rồi, đâu có đạp được gì được đâu. Như hôm nay cũng đâu có đạp được, chiều nay mưa không đạp được luôn, không tập thể dục được luôn. Mình vô mời. À, cái hoa quả mà cho chim ăn thay lông á hả anh Tặng Việt? Cái quá trình mà rụng lông ấy, anh cho ăn trái cây mát này. Em thấy ăn mà quả phèn phèn trắng ấy là con chim nó rụng lông dã man lắm. Quả phèn trắng ấy. Rồi anh cho ăn mướp khía, em là ưu tiên mướp lắm, em trồng một vườn mướp trên núi đó. Nhưng mà lâu nay em không lên, vừa rồi em lên hái nó già quá, chim ăn không được, phải mướp non ấy. Rồi đu đủ nè, cà chua nè, rồi thanh long này, nếu như anh ăn thanh long này về bình bát này, nhiều lắm, nhiều cái em đường ruột chim mà nó kém thì hấp cà rốt ăn. Cà rốt nó hấp ăn cà rốt thì anh để ý nha, đến khi cà rốt nó qua vài tiếng đồng hồ mà nó lên mũ thì anh phải lấy ngay vứt đi nha, cái con chim ăn cái mũ cà rốt nó không tốt. Cám mới sản xuất là ngày bao nhiêu? Là ngày 16 tháng 6 năm 2023 bắt đầu là đưa ra thị trường, là cái cám hạt vàng ấy, Ngô Mạnh Cường. Chim hay bị lắc đuôi là bị vấn đề gì? Buồn, cái này chim lắc đuôi nó nhiều yếu tố lắm em ơi. Mà nó đấu thua nước thì nó cũng lắc đuôi này. Rồi nó cái phao cao của nó mà bị mập ấy,
nó bị mập cái phao cao ấy, là cái mày sau cái lớp bông đít màu đỏ ấy, thì nó cũng sẽ hay lắc lắc đuôi. Nó lắc đuôi có nhiều cái nó ỉa công ra nó cũng lắc đuôi. Nó nhún cái đít của nó. Cái lắc đuôi này nhiều cái yếu tố lắm, mình không có trả lời chính xác được. Chim thay lông lúc đầu có cần ngày nào cũng thay trái cây không anh? 2-4-5 ngày mới thay. Câu hỏi này hay này. Cái chim quá trình mà rụng lông ấy, ví dụ như những cái hãng cám nào mình không biết, nhưng mà cái cám khoáng bên mình ấy thì là cám mát, thì quá trình mà cho ăn trái cây á, thì thông thường thì mọi người cho ăn miếng rất to và có thể hai bên hai miếng và 3 ngày không gặp chim thì trái cây trong lòng đó nó tự héo đi. Còn lại thời gian sau khi thời gian ăn trái cây thì con chim nó sẽ ăn cám nhiều. Nếu như mà bạn nuôi con chim mà quá nhát á, thì bạn nên 4-5 ngày 3 ngày bạn thay trái cây một lần. Chứ 4-5 ngày thì quá lâu. Thay nhẹ nhàng thôi, sang nó qua một cái lồng nào đó, một nơi yên tĩnh nào đó, rồi bạn dọn dẹp lồng nhẹ nhàng, cho trái cây, cho nước mới, cho cám mới vào, cũng nhẹ nhàng sang nó vào, đừng để làm cho nó hoảng. Nó hoảng nó tung một phát là nó dừng lông luôn, nó không rụng lông nữa, nó không xuống lông nữa. Còn mà nuôi chim thay lông mà chim dạng rồi thì nuôi sao cũng được, nó không quan trọng lắm, nó không bị nhát, nó không có bị hoảng, ngày nào mình cũng gặp nó cũng được bình thường. Còn những con chim nhát mình cần phải cái yên tĩnh. Lâu lâu mới like một lần. Phương Tấn Lê ơi, chứ mai là làm việc miết, đâu có nói chuyện với khách hàng được. Giám đốc Văn Lèo, lâu quá rồi mới gặp Văn Lèo. Cái bóc bốt chân này đơn giản mà, mình bóc bốt chân nó thật chứ, mình bóc từ lâu rồi, lắm nhau từ bé mình đã bóc bốt chân chim rồi. Mình bóc nếu bấm đồng hồ thì chưa tới 2 phút, nếu bấm móng đồ luôn cỡ 3 phút. Bóc cái chân thì mình ngâm cái cặp chân, trước tiên là mình thả vào trong 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 màng ấy, trong màng và trong chỗ mùng ấy, để mình ngủ đấy, cho nó bay vào, nó dính vào trong màng, xong rồi mình thả màng xuống. Xong rồi mình tìm cách mình thò cái tay mình vào nhẹ nhàng bắt con chim ra, đừng để cho nó rụng lông nhiều, đừng để nó hoảng, bắt nhẹ nhàng thôi, đừng có cầm nắm con chim chặt quá, thở không được nó chết đấy. Cái rồi mình ngâm cặp chân chim cho nó mềm đi, ngâm như nước ấy, hoặc là có chanh cũng được, có chanh mình bốt cái nước chanh đó, mình ngâm cái chân cái nước chanh cũng được, cũng tốt. Rồi bắt đầu mình bóc thôi, nhưng mà bóc có lớp mỏng thôi nha, đừng có bóc cái lớp dày quá. Nếu như có móng tay bóc thì ok, nếu như bạn có móng tay bằng bóc thì nó nhanh ra hơn. Nhưng bóc một lớp mỏng thôi, bóc một lớp dày nó chảy máu cái cặp chân nó luôn, cặp ống chân nó luôn, và sau này con cặp chân nó rất yếu. Và nếu như bạn quan sát kỹ ấy, mà cái bốt nó không cắn cái khuỷu chân nó thì đừng nên bóc. Cái bốt đó nó bảo vệ chân của con chim, làm cho con chim chân con chim cứng cáp hơn. Trừ khi mà cái bốt đó cắn cái khuỷu chân ấy, giống như khuỷu tay mình này đó, cái bốt đó mà cắn chỗ này này đấy, thì lúc đó mình mới nên bóc. Còn cái bốt đó mà nó không cắn thì mình cũng chả nên bóc làm gì, để cho nó bảo vệ chân con chim nó tốt hơn. Bóc thì bóc lớp mỏng thôi, đừng bóc lớp dày. Mới mua 3 xe bị sinh lông. Sinh lông xem lại cái quá trình nuôi những con chim bị sình lông, thì xem lửa nó như thế nào, có căng lửa quá không, rồi ăn uống, quá trình nuôi thi đấu ăn uống như thế nào, có nhiều chất dinh dưỡng quá không, bây giờ có cần xả cái chất dinh dưỡng nó ra hay không, kiếm cái nơi nào yên tĩnh mát mẻ xả lửa chim đi rồi đưa vào chế độ nuôi lông thôi, đơn giản mà. Inbox hồi anh chỉ cho Văn Lèo nha, hồi nhắn tin cho anh chỉ cho. Hạt cám mới là ngày 16 tháng 6 năm 2023. Anh Nhật tổ trưởng gọi làm gì đây ta?
Hạt cắm mới, kỳ cao kỳ thảo nguyên đỏ. Anh đi thi không được, anh có chăm chim đâu mà thi. Sáng ra anh đi làm, tối anh mới về nhà mà. Đâu có chăm chim gì được đâu. Để em đặt cái điện thoại lại trên bàn. Bây giờ mà việc mà chăm chim với lại thi kim nó xa xỉ lắm Phương Tấn Lê ơi. Không có chăm mà lấy đâu thì thi. Thời gian đâu mà cầm kim đi thi. Đấy như bạn bạn Mai Sơn Hoàng nói ở dưới này. Cá mớ quá đẹp này, kim ăn nhiều không vẫy bỏ nữa này. Đó, những con kim nó hợp thì nó sẽ không bao giờ vẫy cám. Nó hợp cám rồi là nó ăn lấy ăn để luôn chứ làm sao mà nó vẫy được. Đổ luôn, mình có 10 gói cám mà vụn quá đổ cho mình. Anh đổ luôn inbox cho em nha. Em sẽ khắc phục vấn đề đó. Kim ăn cám khoáng cả năm đi thi. Cái cám khoáng ấy, những cái con kim nào mà càng nhiều mùa ấy thì nó sẽ càng hợp cám khoáng. Vì cơ thể đó qua nhiều năm sinh sống ấy, nó không có cái lượng khoáng hấp thụ vào trong người. Thì là những con kim nhiều mùa thì nó càng hợp cám khoáng. Cái biểu hiện mà hợp cám khoáng nó ăn cám khoáng nó đi phân rất đẹp và sức khỏe nó tiến triển tốt lên từng ngày. Cái lửa nó cũng căng lên từng ngày. Và anh có thể nuôi cám khoáng quanh năm được. Với điều kiện là anh phải biết được khi nào con chim nó dư thừa khoáng thì anh không cho nó ăn nữa. Nó dư thừa khoáng, nó tắm khô, nó xỉa lông đồ này nọ thì lúc đó anh không cho nó ăn cám khoáng nữa, đưa về cấm dưỡng. Đưa trái cây nhiều vào. Cái vấn đề chim quạt cầu đó nhiều lắm, nhiều yếu tố lắm em. Con chim nó chưa đủ lửa mà mang ra gặp đối thủ mạnh nó cũng đã quạt cầu rồi, nó yếu rồi, nó tìm cách nó chạy rồi. Rồi ở nhà mà nó không phải đấu nha, ở nhà không đó mà nó cũng quạt cầu hoặc đồ nó cũng nhiều yếu tố lắm. Rồi nhiều con nó sổ mũi này, nhiều con nó sổ mũi rồi, nhiều con nó bị rặn, nó ký sinh trên hốc mũi này, nó cũng quạt cầu nhiều lắm. Sao cười? À, qua hỏi Nhật tổ trưởng sao mà gọi cho anh đó? Vì kia đó. Giấy khen của hai con hả? Nó ngọc trường quốc tế đâu, ấy làm chi? Thôi quà cáp chi mày? Để dành quà cáp cho mấy đứa nhỏ hàng xóm đi. Theo anh không cần thiết đâu. Cảm ơn anh Bảo. Em lo làm quá, bây giờ em mới lo nói chuyện với khách hàng đây. Chào chị Thắm ơi. Chị Thắm Đại Phát, hôm nào gặp chị Thắm. Gặp nhiều rồi mà không nhậu với anh Hồng Anh với chị Thắm Phát nào hết. Chưa tâm sự với hai chị anh chị. Chào anh Thanh Hạnh. Em có một con chim khi chăm căng quá nó có hiện tượng ngửa lên. Ngửa khi lên vàng. Cái hiện tượng ngửa này thì anh cũng đang bị một con này. Nó nghĩ là ngửa nó muốn ngói, nó muốn ngước lên. Anh nhìn, anh quan sát kỹ, anh quay video xong rồi về anh mở video anh xem. Thì anh mới phát hiện ra là con chim nó đang bị hoảng loạn. Lúc mà nó căng quá, nó đấu, nó hoảng loạn quá thì nó sẽ có cái hiện tượng đó. Cái này mình nuôi thêm một thời gian nữa Việt ơi. Cái này mình nuôi thêm một thời gian nữa, mình xem cái tính con chim nó có thay đổi không. Khi con chim nó thuần hơn một chút nữa thì nó đỡ đi. Và thông thường thì những con chim nó có hai hiện tượng mà bị bể vàng ấy. Nó bị đối thủ đánh mạnh quá, nó bị bể vàng ấy. Thì nó cũng hay có cái hiện tượng đó. Em nhận được tin nhắn của anh Đỗ Lưng rồi nha. Lát xong live rồi em vào em nói chuyện với anh Đỗ Lưng. Ngô Mạnh Cường nữa này, ở Hà Nội này. Chào Hưng. Quá lâu rồi chưa gặp Hưng à. Ở Hà Nội anh liên hệ, anh Ngô Mạnh Cường liên hệ anh Tế Công nha. Tổng đại lý Tế Công. Người mà cách đây 10 năm trước, 11 năm trước chở mình nhớ là hồi đó xuống sân bay cũng có rất nhiều người đón đấy. Cũng đi ô tô rồi nhiều người đón, nhưng mà cuối cùng ấy
thì em lại chọn Tế Công là người tổng đại lý phân phối ở Hà Nội cho em. Tế Công hồi đó đi chiếc quay và em nhớ mãi luôn là Tế Công chở em đi chiếc quay đó từ 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 gần trưa cho đến khuya mù luôn, khuya gần 1 giờ sáng luôn. Hai anh em nhậu say bí tỉ té xe lên lề đường luôn, chạy xe văng lên lề đường luôn. Nhớ mãi kỷ niệm đó với anh Tế Công ở Hà Nội. Chào anh Bá Quý Lê. Chim ổn chưa anh Bá Quý Lê ơi? Chào anh Khánh Trừng. Hôm nào em lại đi Hưng Yên là phải gặp lại anh Khánh Trừng. Nhậu ăn cái lẩu ở Hưng Yên rất ngon. Anh mà đúng rồi. Nó khi mà nó đã hợp cái cám mới rồi là nó ăn ghê lắm, nó ăn nhiều lắm Mai Xuân Hồi. Nó ăn mà mình khiếp luôn, mà mình kêu con này phải để ý, mình xem mình chăm cám liên tục, không nhiều khi hết cám. Chào anh Phạm Tỏa, mấy năm rồi em chưa gặp lại anh này. Anh Liêm Quang Lê. Anh Liêm Quang Lê có gì tư vấn cho inbox cho em nè. Nhà chục con, mỗi con một loại. Con nào khó chịu nhắc vô cám anh là phân khô luôn liền. Đúng rồi em. Cám mà mình chế biến nó chuẩn thì kim ăn nó sẽ ít bị phân nát lắm. Mình sản xuất mà không chuẩn thì nó dễ bị. Với lại tùy đường ruột con chim nó tốt hay không tốt nữa. Những đường ruột con chim nó không tốt thì mình phải chữa cho nó. À, cái vấn đề bán trên TikTok mình không làm vì mình thuộc cái thế hệ cũ. Mình thuộc cái thế hệ cũ, mình không có sống ảo trên mạng nhiều rồi, mình không có chơi cái TikTok đó. Thời gian trong ngày của mình là để mình làm việc chứ mình không có lướt cái TikTok, mình không có tạo dựng cái TikTok đó nhiều. Cái mình khẳng định với lại Nguyễn Hoàng Long nha, là hơn 13 năm nay, sắp 14 năm rồi, thì cám Tháng 7 Đà Nẵng không có một gói cám giả nào trên thị trường. Đấy, khẳng định với Nguyễn Hoàng Long như vậy. Cái vấn đề cám giả mình nói cho các bạn biết này, ví dụ như muốn in cái nhãn cám giả mình á, là phải bỏ ra vài chục triệu. Bản thiết kế đâu mà in, rồi trục đồng điêu khắc đâu mà in, rồi cái in cái nhãn của mình mà không đúng do mình ký hợp đồng ấy, mà người khác in ấy, thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rồi cái công ty in ấn nó cũng bị sao bị mình khởi kiện. Đấy. Nó cái người in ấn mình cũng khởi kiện luôn, rồi cuối cùng là bị truy tố trách nhiệm. Nếu như mà gây thiệt hại cho mình lớn ấy, thì cái số đền bù cho mình rất cao. Rồi mà gây thiệt hại lớn nữa, ảnh hưởng lớn đến mình nữa, thì sẽ bị truy tố thêm, cái pháp luật nó rất cao nữa chứ không phải đơn giản đâu. Ví dụ như mình ấy, là ngày 2 tháng 1 đầu năm là mình lo mình đi nộp thuế rồi. Đây, thuế má đầy đủ mười mấy năm nay không trốn thuế, là pháp luật người ta, khi có chuyện là pháp luật người ta bảo hộ cho mình này. Rồi mình đăng ký thương hiệu độc quyền đâu giờ đó hết rồi, thì bây giờ ai giả là mình cứ xử lý thôi, đơn giản mà. Mình mà các bạn có thấy cái chữ R trên cái chữ thắng mẹo không? Khoanh tròn ấy, cái đó là phải công sức bao nhiêu lâu mới có được đấy. Chứ không phải là dễ có ngay cái chữ R đó đâu. Đúng rồi anh Liêm ơi, tâm huyết của em đó anh Liêm. Cái hạt cám mới là cái tâm huyết của em đấy. Em không đạp xe đạp nữa, em không chơi xe mô tô nữa. Em không đi thi kim được nữa. Em tập trung hết toàn lực vào cái chuyện làm cám. Chào anh Thiện, coi anh Thiện coi hay tâm sự với em này, mà lâu nay anh Thiện coi bạn làm á, anh Thiện coi không ít tâm sự với em lại này. Chào anh Thế. Rồi chim ổn rồi anh Quý à, cảm ơn anh. Xuống Long ăn cám mới được không sếp? Ăn tốt chứ. Bây giờ xuống long cứ dứt cấm khoáng thôi, ăn cấm khoáng đến khi hoàn thiện long thì chuyển qua. Anh nào mà muốn nôn nóng mà chim bắt lửa thì chuyển qua cấm đấu, nhưng mà nuôi anh nào muốn nuôi lửa từ từ lên theo mức bậc thang lên từ từ ấy, để đặt lửa thì nuôi cấm dưỡng.
Quay lại 10 năm trước đi Thắng ơi. Hồi đó chơi chim vui lắm anh. Mỗi lần ra Hà Nội là em say em ngủ không biết cái gì luôn. Hồi đó chơi chim mà vui. Có hội thi là nhảy tàu đi. Hồi đó công việc, nó khối lượng công việc nó ít anh Thiện ơi. Bây giờ công việc nó nhiều quá. Chào Lương Tiến, lâu lắm rồi mới gặp lại nè. Mới nói chuyện lại nè. Anh Hiết Lãnh, và anh cứ inbox cho em đi để em nhớ. Ngày mai em gửi qua cho phòng hàng hóa nó gửi hàng cho anh Hiết Lãnh nha. Cám khoáng mới sao nó có bột miệng miệng. Cái bột đó là cái bột, cái đó không phải là cám khoáng mới đâu. Cái đó, cái cám khoáng mà Minh Quân nói là cái cám khoáng mà khi đó là tháng 5. Tháng 5 là giữa dây chuyền mới và dây chuyền cũ là ráp lại với nhau. Thì lô cám, những cái lô cám đó ra là khoáng nó không thẩm thấu vào bên trong và nó bám bên ngoài. Thì nó tạo ra là viên cám là có những hạt trắng li ti bao quanh cái viên cám đó. Minh Quân nhận thấy cái chuyện đó đúng đấy, chính xác đấy. Còn cái cám khoáng mới là hạt màu vàng kia. Mình có con cà phê ngọt từ khi con thằng Lằng vào cư trú. Thời gian không rõ. Đó. Đúng rồi, cái này nó bị hoãn nè. Cái anh hành trang cuộc sống, cái này con kêu nó bị hoãn. Nó bị hoãn và nó cần thời gian cũng khá lâu đấy. Cái này anh đổi đi, anh đổi cái chỗ ở cho nó. Và anh cho nó ở gần người hơn một chút nữa. Nhiều người đông người qua lại để cho nó quen lần cái chuyện là hoảng loạn con người đi. Thì nó khi sau khi nó định thần lại được thì con kia nó sẽ ok lại mà. Chào anh Diệu. Cái việc chơi mô tô là sau khi ba em mất là em bán hết không còn chiếc nào anh Diệu ơi. Vì em có tiếc nuối là hồi đó em mê xe mô tô quá. Rảnh cái thì là em lấy xe mô tô em đi chơi, đi đây đi này đi kia. Đi đây đi đó. Nhưng mà em lại không chở bố đi, không chở ba đi. Thì sau khi ba bạn mất thì lúc đó em mới cảm thấy hối hận. Thì em mới bán cái xe, mấy cái xe mô tô đi, bán hết. Cái rồi em lên núi em xây nhà một năm đó. Em buồn quá các em lên núi. Lên núi mình làm cả ngày cả đêm như vậy là mình khoai khỏa trong con người anh kìa, không phải suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ em giữ lại bộ giáp với mũ nón treo làm kỷ niệm thôi, không chơi xe mô tô nữa đâu. Cảm ơn anh Lê Quang Liên. Miền Bắc anh liên hệ Tế Công, anh Sơn Nguyễn Ngọc. Tế Công đang nhập cám mới ồ ạt luôn. Tuần nào em cũng gửi gần nửa xe hàng ra cho Tế mà. Anh Quân gia đình nuôi cám khoáng dành cho chim thi đấu này. Anh Quân gia đình nuôi khá thành công. Có nghĩa là anh Quân gia đình dùng trái cây nhiều. Mồi tươi hợp lý, không để cho con chim nó dư chất. Quán gia đình là hay đọc là anh Quân gia đình đó. Dạ, nhớ mãi anh ơi. Nhớ hồi đó em ra Hà Nội lạnh quá mà anh Thịnh đưa em cái áo khoác ấy, áo phao đó, lạnh mà không bước xuống giường luôn. Nhưng mà nhậu vui, nhậu cả một buổi chiều đến tối luôn. Hồi đó em nhớ sinh nhật câu lạc bộ Hoàng Mai. Cảm ơn anh Nguyễn Đức, Cường Nguyễn Đức. Anh Alibaba lâu lắm rồi mới gặp, là mấy năm này vọng vọng này. Chào anh Nghe Dũng, Ngô Dũng Điện Phương. Không thấy lâu này không thấy sách kim đi đấy, anh Dũng ơi. Không thấy tiền cử gì trơn à. Anh cần chưa em? Ý cuối tuần chở hai đứa nhỏ đi ăn cái gì? Ăn đó. Cho nó đi chơi chút đi, cuối tuần mà. Mưa à?
Anh em hỏi gì Kim còn nữa không? Ê, bà vợ bà ngồi phía sau. Dùng dưỡng thay lông. Anh Mai Xuân Hoài dùng dưỡng thay lông ok. Bổ sung thật nhiều trái cây mang tính sắc tố nha. Anh Mai Xuân Hoài nuôi cấp dưỡng thay lông ok, nhưng mà bộ lông là phải bổ sung nhiều trái cây mang tính sắc tố. Nếu như mà không bổ sung trái cây nhiều được ấy thì anh nhắn cho em đi, ngày mai em cho mấy đứa lính nó gửi, nhân viên của em nó gửi cái khoáng sắc tố cho anh. Cái giai đoạn mọc lông vậy cần pha nước cho nó uống, đến khi hoàn thiện lông là xong. Rồi ra bộ lông đẹp ngắt, vẫn giữ lửa, bắt lửa thi đấu luôn. Cỡ nuôi lông cỡ 3 tháng, nuôi thêm 1 tháng lửa nữa là 4 tháng mà thi đấu lại. Anh Châu Trần, em cảm ơn anh Châu Trần. Nhưng mà em không uống rượu. Em nhậu là em uống bia à. Em uống rượu không được. Anh Dũng đi chấm miết rồi em ơi. Hoàng sầu mùa này thay lông là cao. Hoàng sầu nha, Hoàng sầu mùa này thay lông đẹp lắm, đăng lên cho anh em biết. Thay lông mà thấy là thích liền. Ok, nhưng mà cũng đến giờ ăn cơm rồi, đến giờ ăn cơm tối rồi, mình định chở hai đứa con nhỏ với vợ đi ăn chút. Có gì gặp lại mọi người sau nha. Có gì cứ cuối tuần mình rảnh thì mình like nói chuyện với anh em. Rồi mấy anh em mà cứ, anh em mà trong quá trình sử dụng cám á, mà gặp bất cứ có vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho Thắng. Cứ inbox cho Thắng xong là Thắng làm việc, là tối Thắng trả lời lại. Cũng như cách điều cám, cách nuôi chim như thế nào này nọ thì Thắng sẽ tư vấn mọi người ok hơn. Mỗi người nuôi mỗi kiểu mà, thì sau khi Thắng biết mọi người nuôi chim có đúng hay không thì Thắng từ từ Thắng điều chỉnh. Cảm ơn nha, bye bye mọi người nha. Chào mọi người. Mà chủ nhật tuần sau like tiếp. Cảm ơn nha.